Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ bảy ngày 2 tháng 9 với những nội dung đáng chú ý sau. Thiêng liêng lễ thượng cờ và khánh thành trụ cờ tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, khách du lịch đến Nha Trang Khánh Hòa tăng nhẹ. Đa dạng thị trường bánh trung thu tại Nha Trang, giá cả ổn định, sức mua còn chậm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và đến hôm nay, sau 78 năm, triệu triệu người dân Việt Nam vẫn đoàn kết đồng lòng, dựng xây nền độc lập và vững tin, bền chí bước tới thành công. Từ mùa thu cách mạng năm 1945, với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, dân tộc Việt Nam đã kiên cường, anh dũng, trải qua nhiều cuộc trường chinh vô cùng gian khổ, ác liệt. Với sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, một lần nữa nhân dân Việt Nam lại bước vào cuộc chiến đấu đầy gian khó để xóa đói giảm nghèo và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Đến hôm nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia, đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á Thái Bình Dương. Một mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế, hiệp định thương mại tự do, chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu. Việt Nam là đất nước của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu lòng mến khách. Hòa chung không khí phấn khởi tự hào của toàn đảng, toàn quân, toàn dân chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Sáng nay, tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức lễ thượng cờ cấp tỉnh nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2023 và khánh thành trụ cờ tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng gần 700 đại biểu thuộc khối các đoàn thể, các khối quân sự, công an, dân quân tự vệ, trường học, học viện quân sự. 6 giờ sáng, đội hình rước quốc kỳ tiến về phía cột cờ giữa quảng trường 2 tháng 4, trong sự theo dõi của đông đảo người dân. Khi quốc ca vang lên, cũng là lúc lá cờ Tổ quốc tung bay trên quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang. Tham dự lễ thượng cờ tại quảng trường 2 tháng 4, đúng vào ngày Quốc khánh 2 tháng 9, là khoảnh khắc đầy thiêng liêng, xúc động, tự hào của mọi người dân. Ngày này cách đây 78 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc. Gần 8 thập kỷ qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh kết nối muôn triệu người con đất Việt sát cánh bên nhau, dương cao cờ đỏ sao vàng, vượt qua muôn ngàn gian khó, giành được những thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện lễ thượng cờ tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang hôm nay là dịp ôm lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang của toàn dân tộc, khơi dậy truyền thống tự hào, niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với đảng, nhà nước, tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của thế hệ cha anh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong việc gìn giữ nền hòa bình, độc lập, tự do của đất nước, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Phát biểu tại lễ thượng cờ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh. Với tinh thần đó, tôi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng của bản thân, hoàn thành xuất sắc các trọng trách, các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh,
xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển toàn diện, đảm bảo hiện thực mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, lễ thượng cờ là nghi thức thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp lễ thượng cờ cấp tỉnh lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh phát huy tinh thần 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh nhà, tiếp tục duy trì việc tổ chức chào cờ định kỳ. Các cơ quan liên quan, hữu quan tiếp tục tham mưu thực hiện kế hoạch tổ chức nghi thức lễ thượng cờ, hạ cờ cấp tỉnh vào dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh và tổ chức chào cờ hàng tháng cấp tỉnh để hoạt động này trở thành một nghi thức thiêng liêng, truyền thống tốt đẹp, góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, khơi dậy và phát huy niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Sau lễ thượng cờ là nghi thức duyệt đội ngũ của khối quân kỳ, khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khối hạ sĩ quan, binh sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lực lượng dự bị động viên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, khối cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Khánh Hòa, khối cán bộ chiến sĩ công an thành phố Nha Trang, khối nam dân quân thành phố Nha Trang và khối nữ dân quân thành phố Nha Trang. Từ rạng sáng nay, dự án nút giao thông Ngọc Hội đã chính thức đưa vào vận hành hai chiều nhánh N1, N2, N3 và vòng xuyến theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Các phương tiện lưu thông từ hướng Diên Khánh đi Nha Trang và ngược lại đã có thể di chuyển lên nút giao thông Ngọc Hội để chạy theo đường thẳng đến trung tâm thành phố Nha Trang hoặc Diên Khánh. Hiện tại, mặt đường của nhánh N1, N2, N3 và vòng xuyến đã được thảm nhựa, thu dọn vệ sinh, kẻ vạch đường. Đơn vị thi công đã hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, lan can, chiếu sáng. Vì vậy, việc lưu thông của người dân qua nút giao này trong ngày đầu tiên tương đối thuận lợi. Do thông xe đúng dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, nhà thầu đã cắm cờ Tổ quốc dọc tuyến đường. Để sẵn sàng cho việc khai thác công trình đúng dịp đại lễ 2 tháng 9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã cùng với các đơn vị huy động tối đa nhân lực, vật lực, tổ chức thi công 3K, 4 kiếp bất kể ngày đêm. Nhờ đó đến nay, công trình đã được đưa vào khai thác 2 chiều, 3 trên 4 nhánh theo đúng tiến độ, giải quyết nhu cầu cấp thiết ở điểm nghẽn nút giao thông đường 23 tháng 10 với đường sắt Bắc Nam, nhất là trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, lượng phương tiện lưu thông vào thành phố Nha Trang tăng cao. Cũng vào đúng dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, công trình cầu xóm bóng nằm trên quốc lộ 1C bắc qua sông Cái, thành phố Nha Trang đã được thông xe kỹ thuật. Hiện nhà thầu tiếp tục hoàn thiện hạng mục còn lại để đưa công trình vào khai thác ngày 20 tháng 9 sắp tới. Theo Ban Quản lý Dự án 2, ngày 17 tháng 8, công trình cầu xóm bóng đã chính thức hợp long phiến dầm đầu tiên trong 8 phiến dầm ở nhịp cuối cùng và trải lớp bê tông nhựa. Công trình đã hoàn thành tất cả 8 nhịp cầu, nối các nhịp cầu xóm bóng với mố cầu bờ Nam. Đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2023, công trình đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đang tích cực thi công để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của cầu xóm bóng theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ghi nhận trên công trường hiện nay có khoảng 60 công nhân cùng thiết bị máy móc để tiếp tục thi công và hoàn thành bờ bo lan can, gờ chắn bánh, giải phân cách, lát gạch vỉa hè trên cầu, lắp đặt điện chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. Tiếp tục thi công và hoàn thiện mặt đường dẫn đầu bờ Nam. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 20 tháng 9, góp phần giải tỏa rất lớn lượng phương tiện cho cầu Trần Phú, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông từ trung tâm thành phố Nha Trang về phía Bắc và ngược lại. Dự án cầu xóm bóng có chiều dài gần 330m, rộng 19m với 4 làn xe, cách cầu cũ 6m về phía hạ lưu sông Cái và tổng vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng. Dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án 2 thực hiện. Liên danh nhà thầu Sanquan Corporation và Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 thi công. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó, chính quyền các cấp huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, cúm tiêu chảy, viêm não, v.v. trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.
rà soát, củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá nguy cơ, xử trí và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay nghỉ kéo dài 4 ngày, nhưng lượng khách du lịch đến với Nha Trang Khánh Hòa chỉ tăng nhẹ, thấp hơn những ngày cao điểm cuối tuần trong mùa hè vừa qua. Dù đây được xem là kỳ nghỉ dài cuối cùng trong năm, nhưng do cận với thời điểm học sinh quay lại trường học và Khánh Hòa cũng đã đón một lượng lớn du khách trong cao điểm hè, nên lượng khách du lịch đợt này không quá đông. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày hôm nay, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ. Dù thời tiết khá mát mẻ, thuận lợi, nhưng lượng khách đến Nha Trang Khánh Hòa không đông như dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua. Giống như mọi năm, tour biển đảo vẫn là thế mạnh của du lịch phố biển. Tại bến tàu du lịch Nha Trang, hai ngày đầu nghỉ lễ đón khoảng 10.000 du khách. Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ có thể đón khoảng 15.000 khách. Đa số du khách chọn đi tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang và tham gia các trò chơi sôi động tại khu giải trí Vinpearl Nha Trang. Ghi nhận công tác đón khách tại bến tàu du lịch Nha Trang diễn ra an toàn, thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi của du khách. Tôi đến bến cảng du lịch từ sáng để đi tour đảo. Đến đây thì thấy không khí rất vui tươi, rất đông khách du lịch. Nhưng mọi người cũng xếp hàng chờ theo lượt. Hôm nay trời rất đẹp, rất hợp để đi biển. Tôi rất háo hức cho chuyến du lịch này. Dù lượng khách du lịch dịp lễ năm nay không tăng cao so với các dịp lễ khác, nhưng các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ tốt nhất cho du khách. Đặc biệt, một số khu du lịch đưa các sản phẩm mới, chương trình đặc biệt vào phục vụ khách trong dịp lễ. Bởi vậy, bên cạnh các tour biển đảo, cũng có khá đông du khách đến tham quan, vui chơi tại những địa điểm du lịch tại thành phố Nha Trang như tháp bà Puraga, danh thắng Hòn Chồng, khu du lịch Hồ Kênh Hạ, khu du lịch A Resort. Các khu du lịch resort tại khu vực bãi dài cũng thu hút hàng ngàn du khách. Theo đánh giá của nhiều du khách, các sản phẩm du lịch của Nha Trang Khánh Hòa khá phong phú, nhiều sự lựa chọn, giá cả các dịch vụ tương đối hợp lý. Theo mặt bằng đây là thành phố biển, thành phố du lịch nhưng mà không mắc. Đi vào dịp lễ 2 tháng 9, người đông, khách đông nhưng mà không mắc. Ăn là vừa ngon vừa tươi mà cái giá là hợp lý, mình đi là mình cảm thấy là mình thỏa mãn với cái nhu cầu đó, mình muốn đến lần nữa. Và rất nhiều những cái cảnh quan mà được làm mới để mà đón khách du lịch. Nhưng đặc biệt nhất là khu du lịch Hồ Kênh Hạ đã tổ chức một cái show biểu diễn áo dài, muốn truyền tải cái văn hóa của người Việt cho khách nước ngoài. Tôi nghĩ đây là một cái cách tốt nhất mà nó cũng chi phí rất là rẻ để mà quảng bá cái văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay sẽ có khoảng 564 chuyến bay cất hạ cánh, trong đó có khoảng 337 chuyến nội địa, còn lại là quốc tế. Dịp lễ năm nay, công suất phòng ở các khách sạn trung tâm thành phố Nha Trang đạt từ 50 đến 60%, các khu nghỉ dưỡng ở bãi dài đạt khoảng 70 đến 80%. Để đảm bảo cung ứng tốt nhất các dịch vụ cho du khách, trước đó, Sở Du lịch tỉnh đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thực hiện nghiêm túc các quy định về giá, tuân thủ quy định về phân luồng giao thông, đậu đỗ xe, tàu thuyền đúng nơi quy định để đón trả khách, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trước và trong dịp nghỉ lễ. Đến nay, toàn tỉnh chưa ghi nhận phản ánh về các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch trong dịp lễ 2 tháng 9. Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA đánh giá sau lệnh cấm của các nước, giá gạo trong nước tăng nhanh làm ảnh hưởng từ nông dân, thương lái đến doanh nghiệp xuất khẩu. Thời gian tới, Hiệp hội dự báo sẽ có nhiều biến động, rủi ro do chính sách xuất nhập khẩu gạo của một số nước, diễn biến bất thường của khí hậu thời tiết và vấn đề an ninh lương thực quốc gia được đưa lên hàng đầu. Trước tình hình đó, VFA kiến nghị chính phủ và ngân hàng nhà nước xem xét có các cơ chế hỗ trợ về vốn cho thương nhân nhằm tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thu mua lúa gạo, bảo đảm nguồn hàng tồn kho dự trữ lưu thông. VFA cũng kiến nghị bổ sung cơ chế quy định giá sản xuất khẩu gạo nhằm bảo đảm hiệu quả cho nông dân sản xuất lúa, đồng thời bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thương nhân xuất khẩu gạo, nhất là những thương nhân đã đầu tư cơ sở sản xuất theo Nghị định 109/2010 và các thương nhân thuê kho theo Nghị định 107/2018. Bộ Công Thương vừa có chỉ thị số 09 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nghiêm túc đầy đủ tổng nguồn cung tối thiểu năm 2023 đã được phân giao, cả về số lượng, chủng loại, để đảm bảo cung cấp liên tục xăng dầu cho các khách hàng.
Ngoài ra, các đơn vị chủ động nguồn hàng cả trong nước và nhập khẩu, thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định, đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, từ đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ. Trong mọi tình huống phải cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên. Tổng cục Quản lý Thị trường tăng kiểm tra thường xuyên, đột xuất và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng chờ tăng giá, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu. Với các địa phương, ngoài tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, Sở Công Thương các tỉnh tăng giám sát thời gian bán hàng, giá bán lẻ của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Việc này nhằm không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán không lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung cục bộ. Từ ngày 1 tháng 9, thông tư 06 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng chính thức có hiệu lực. Khách hàng được vay ngân hàng này để trả nợ ngân hàng khác đối với cả nhu cầu đời sống, thay vì chỉ khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh như trước đây. Khách hàng được sử dụng đa dạng các loại tài sản để đảm bảo cho khoản vay như bất động sản, tiền mặt, tài khoản, tiền gửi, tiết kiệm. Điều này sẽ tạo điều kiện cho khách hàng có thêm cơ hội lựa chọn dịch vụ và tiện ích tốt hơn, thúc đẩy cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng. Đối với việc vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng thiết yếu, mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình, ví dụ như vay mua ô tô, mua trang thiết bị tiêu dùng, khách hàng không cần phải có phương án hay dự án. Theo đó, khách hàng chỉ cần thông tin về số tiền cần vay, mục đích sử dụng vốn vay, thời gian sử dụng vốn vay và chứng minh nguồn trả nợ. Trước đây, nếu muốn đảo khoản nợ giữa các ngân hàng, khách hàng phải sử dụng một tài sản khác để thế chấp vay từ ngân hàng này, trước khi trả nợ và rút tài sản đảm bảo ở khoản vay cũ. Các chuyên gia cho rằng, quy định mới này sẽ thúc đẩy các ngân hàng hạ lãi suất cho vay để nâng cao sức cạnh tranh với các ngân hàng khác. Người vay sẽ có cơ hội tiếp cận các khoản vay lãi suất thấp tại ngân hàng khác một cách dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn, mùa trung thu năm nay, các hãng sản xuất bánh đã chuẩn bị và tung ra thị trường nhiều dòng sản phẩm bánh từ phổ thông đến cao cấp, mẫu mã phong phú đa dạng, giá bánh trung thu không tăng nhiều so với năm trước. Tuy nhiên, sức mua trên thị trường đến thời điểm này còn chậm. Tại thị trường Nha Trang, số lượng các gian hàng bày bán bánh trung thu chưa nhiều so với cùng thời điểm này mấy năm trước, chủ yếu rải rác ở một số tuyến đường lớn, trung tâm thương mại, siêu thị. Các nhà phân phối, đại lý cho biết sức mua đầu mùa còn chậm, khách mua lẻ chưa nhiều, chủ yếu là nhận đơn đặt hàng từ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, mua với số lượng lớn ở phân khúc bánh cao cấp luxury. Tôi muốn mua tặng cho đối tác, mình sẽ quan tâm về chất lượng, với lại mẫu mã, với lại những cái sản phẩm truyền thống. Lượng bánh thì bắt đầu những công ty lớn bắt đầu đặt với số lượng đơn cũng rất là khá là nhiều. So với mọi năm, năm nay có thể phát triển hơn mọi năm trước. Năm nay chắc tăng tầm khoảng 30% của doanh thu của năm trước. Những công ty, những xí nghiệp thường sẽ mua hạ đặt về hạ tặng cho công nhân, những đối tác. Qua rằm tháng 7 là bắt đầu sức mua sẽ bắt đầu gia tăng. Tăng mới hơn với so với nửa tháng trước là tầm khoảng 60%. Nhiều nhãn hàng bánh trung thu nhận định dè dặt thị trường tiêu thụ mùa trung thu năm nay không tăng đột biến nên lượng cung sản xuất ra ít hơn những năm trước. Tuy nhiên, các loại bánh năm nay rất phong phú, từ phân khúc bình dân, phổ thông đến cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách hàng. Giá cả bình quân ổn định, một số nhãn hàng trong tỉnh chỉ tăng nhẹ từ 20 đến 30 ngàn đồng một hộp. Còn lại, các thương hiệu như Kinh Đô, Đồng Khánh, ABC giá gần như không tăng. Đặc biệt năm nay, nhà sản xuất chú trọng thiết kế mẫu mã đẹp, bắt mắt và rất sang trọng, chú trọng nâng cao chất lượng bánh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì mẫu mã đẹp, bánh cũng ngon. Với lại mình mua để tặng gia đình với lại đối tác. Hôm nay thì có thấy hay này, mấy mẫu này thấy đẹp. Năm nay, các hãng tung ra thị trường nhiều dòng bánh nhân đặc biệt như cua bát bửu, vi cá, yến xào, hải sản, sò điệp sốt, XO, v.v. Điểm mới khác là phân khúc bánh dành cho thiếu nhi cũng đa dạng hơn về mẫu mã và hương vị như nhân sô-cô-la, phô mai, phù hợp với thực khách nhỏ tuổi. Khách tìm mua các dòng sản phẩm ăn kiêng ít ngọt cũng có nhiều sự lựa chọn. Thị trường bánh trung thu ở Nha Trang dự báo sức mua sẽ tăng mạnh hơn trong nửa đầu tháng 9. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.